Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mẹo tính nhẩm phép cộng chỉ trong 3 giây. Mình có 3 phép tính nhé. Phép tính thứ nhất là 16 cộng 8. Số thứ hai chỉ có một số nên mình nhẩm rất nhanh. Đó là 16 cộng 8 thì bằng 24. Nhưng mà đến phép tính thứ hai thì 48 cộng 39. Số thứ hai có hai số nên mình nhẩm rất lâu. Nên các bạn hãy tính theo phương pháp này. Các bạn nên 40 cộng 30 bằng 70. 70 cộng tiếp hàng đơn vị nó là 8 cộng 9 bằng 17. 70 cộng với 17 thì bằng 87. Đấy là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai các bạn nên 48 cộng với 30 bằng 78. 78 cộng 9 bằng 87. Đấy cũng ra là 87 rất nhanh luôn. Và đến phép tính thứ ba này, các bạn lấy 90 các bạn cộng 50 thì bằng 140. 140 cộng tiếp 12 nữa là bằng 152. Đấy là cách 1. Còn cách thứ hai thì các bạn lấy 94 cộng với 50 thì bằng 144. 144 cộng 8 là bằng 152. Đấy, rất nhanh luôn. Và đến phép tính có 3 chữ số nhá, thì cũng cộng như vậy các bạn nhá. Các bạn ấy 140 cộng 150 thì bằng 290. 290 cộng với 13 đó là 303. Phép tính 248 cộng 127 thì các bạn cũng làm như vậy. Đây mình tính cách 2 đây. Cách 2 lấy 146 cộng 150 thì bằng 296. 296 cộng 17 thì cũng bằng 303. Và đến phép tính thứ hai đó là 248 cộng 127 thì là bằng 375. Các bạn làm y như thế nhá. Thì sẽ ra 375 rất nhanh luôn. Các bạn không cần phải dùng máy tính hoặc là tính nhớ như 8 cộng 7 bằng 15 với 5 nhân 1 chẳng hạn. Đấy, tính thế là rất lâu. Video của mình cũng xin dừng tại đây nhá. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mẹo tính nhẩm phép cộng chỉ trong 3 giây. Mình có 3 phép tính nhé. Phép tính thứ nhất là 16 cộng 8. Số thứ hai chỉ có một số nên mình nhẩm rất nhanh. Đó là 16 cộng 8 thì bằng 24. Nhưng mà đến phép tính thứ hai thì 48 cộng 39. Số thứ hai có hai số nên mình nhẩm rất lâu. Nên các bạn hãy tính theo phương pháp này. Các bạn nên 40 cộng 30 bằng 70. 70 cộng tiếp hàng đơn vị nó là 8 cộng 9 bằng 17. 70 cộng với 17 thì bằng 87. Đấy là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai các bạn nên 48 cộng với 30 bằng 78. 78 cộng 9 bằng 87. Đấy cũng ra là 87 rất nhanh luôn. Và đến phép tính thứ ba này, các bạn lấy 90 các bạn cộng 50 thì bằng 140. 140 cộng tiếp 12 nữa là bằng 152. Đấy là cách 1. Còn cách thứ hai thì các bạn lấy 94 cộng với 50 thì bằng 144. 144 cộng 8 là bằng 152. Đấy, rất nhanh luôn. Và đến phép tính có 3 chữ số nhá, thì cũng cộng như vậy các bạn nhá. Các bạn ấy 140 cộng 150 thì bằng 290. 290 cộng với 13 đó là 303. Phép tính 248 cộng 127 thì các bạn cũng làm như vậy. Đây mình tính cách 2 đây. Cách 2 lấy 146 cộng 150 thì bằng 296. 296 cộng 17 thì cũng bằng 303. Và đến phép tính thứ hai đó là 248 cộng 127 thì là bằng 375. Các bạn làm y như thế nhá. Thì sẽ ra 375 rất nhanh luôn. Các bạn không cần phải dùng máy tính hoặc là tính nhớ như 8 cộng 7 bằng 15 với 5 nhân 1 chẳng hạn. Đấy, tính thế là rất lâu. Video của mình cũng xin dừng tại đây nhá. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.